quý vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2013, sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội máy ấm Việt Séc thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi Việt Nam tại Praha. Thưởng thức ẩm thực Việt trên đất Mỹ. Mở đường bay thẳng Incheon Đà Nẵng. Thưa quý vị, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Hội máy ấm Việt Séc có trụ sở tại Trung tâm Thương mại Sapa Praha đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Trẻ em thuộc Bệnh viện Thoma Yerova Praha. Được biết, trung tâm này đã từng nuôi dưỡng cả những cháu bé Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt. Hàng năm, một số thành viên trong đoàn mái ấm Việt Séc đã đến thăm và từng được chứng kiến các cháu Việt Nam vui chơi rất vô tư, hòa đồng với những bạn khác. Trong thời gian tới, Hội mái ấm Việt Séc dự định sẽ cùng với trung tâm tiến hành thêm những hoạt động chung nhằm bù đắp phần nào những thiếu thốn và đem lại hạnh phúc tới các cháu nhỏ đã không nhận được sự ưu đãi của số phận ngay từ khi mới chào đời. Không chỉ ở Séc, tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều hoạt động có ý nghĩa được tổ chức để kỷ niệm ngày Tết Thiếu nhi, với mong muốn những người kiến tạo thế giới tương lai sẽ tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ hội văn hóa Miss Cité lần thứ 11 vừa được tổ chức tại trường Đại học Lille của Pháp. Đây là hoạt động nhằm giúp sinh viên Pháp cũng như sinh viên quốc tế giao lưu, giới thiệu văn hóa giữa các quốc gia khác nhau. Gian hàng Việt Nam được trang trí chủ yếu bằng những hình ảnh thân thuộc như mái đình làng cổ kính, hình ảnh áo dài, nón lá, nón quai thao. Chính lối trang trí đặc biệt này đã giúp gian hàng của các bạn sinh viên Việt Nam thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mọi người đều rất hài lòng với món nem do chính tay các bạn sinh viên làm. Lễ hội văn hóa Mix Cité là chương trình thường niên của trường Lin 1. Chương trình thường được tổ chức vào cuối năm học để các đoàn hội của trường Đại học Lin 1 cũng như của thành phố Lin tham gia quảng bá, giới thiệu văn hóa riêng của mình. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 7 tới đây, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Incheon Đà Nẵng. Như vậy là từ nay, bà con Việt kiều tại Hàn Quốc sẽ có thêm một lựa chọn mới khi muốn trở về thăm quê hương. Hàng tuần, Vietnam Airlines sẽ thực hiện 3 chuyến bay thẳng Đà Nẵng, Incheon và ngược lại vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7. Bên cạnh đó, hành khách sử dụng các chuyến bay này còn có thể kết hợp sử dụng thêm các chuyến bay nội địa để tiếp tục hành trình đến các thành phố khác của Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột. Với việc mở đường bay thẳng này, lượng kiều bào sử dụng đường bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những ca khúc giàu cảm xúc. Có thể nói, qua những sáng tác của ông, mỗi người nghe đều có thể nhận ra hình bóng của mình trong đó. Trong tiểu mục Điểm nhấn cộng đồng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về chuyện nghề và về một trong những bài hát tâm đắc nhất của ông, bài hát Con đường màu xanh. Mời quý vị cùng theo dõi. Khán giả Việt Nam hầu như mọi lứa tuổi đều quen thuộc với bài hát Con đường màu xanh do nhạc sĩ sáng tác. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút về bài hát này để khán giả được biết không ạ? Cái bài Con đường màu xanh á, ca từ trong đó thì tương đối nó cũng đơn giản. Nói về mình tình cảm và mình khuyên người con gái đó là con đường nó rất là thanh thang cho mình chọn lựa và luôn luôn người đẹp. Nhưng mà nếu mà nhìn ở khía cạnh khác thì có con đường đó đối với tôi đó là một cái cách sống. Là tôi muốn nói đến cái cách sống và cái màu xanh, mặc dù là như mình nói rằng là cái sự hy vọng ai cũng biết đó, nhưng mà đối với tôi màu xanh đó đồng thời nó cũng tượng trưng cho cái vẻ đẹp, cái tươi đẹp và các cái sống mình tươi đẹp bao giờ nó cũng mang đến cái mà tôi nghĩ nó sẽ mang cho người ta cái hạnh phúc nhiều hơn và người ta sẽ không có bị những cái trầm cảm vì một lý do gì đó. Đó là cách nhìn của tôi. Vì vậy tôi nghĩ muốn mang tới con đường màu xanh là muốn mang tới cái hạnh phúc, cái tươi đẹp, cái sự lạc quan đến cho khán thính giả. Đã từng về Việt Nam biểu diễn khá là nhiều lần rồi. Vậy thì nhạc sĩ nhận thấy thị trường âm nhạc Việt Nam hiện giờ như thế nào? Tôi nghĩ rằng cái nền âm nhạc Việt Nam mình nó rất rộng lớn, rất rộng lớn. Và chính vì cái thời đại là thời đại công nghệ, thành ra cái thông tin nó đi rất lẹ, thành ra tất cả những cái âm thanh của thế giới đều được thu nhập vào hết. Chính vì vậy mọi người đều có sự thể nghiệm của những loại nhạc này, những người muốn thể nghiệm loại nhạc hip hop,
có những người thích thể nghiệm là nhạc rap, có những cái hay của nó riêng. Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái sự phong phú cho nền âm nhạc Việt Nam. Mới bắt đầu phôi thai nhưng mà bắt đầu nó sẽ từ từ nó sẽ chuyển thành một cái hình ảnh mà nó có mang nhiều sắc thái đặc biệt hơn trong tương lai. Được biết bây giờ hiện tại ở bên Mỹ thì nhạc sĩ đang làm công việc đó là giám sát cái ngành nghề bất động sản. Vậy thì theo nhạc sĩ, vậy thì với nhạc sĩ thì âm nhạc nuôi sống công việc hiện tại hay công việc hiện tại nuôi sống niềm đam mê âm nhạc? Chắc chắn là cái nghề điệu nó là cái nghề của tôi và nó nuôi sống tôi, nó nuôi sống cho cái ngành âm nhạc, cái nghiệp âm nhạc. Âm nhạc là nghiệp của tôi. Mình rất là hạnh phúc, đối với tôi bây giờ nó là một sự hạnh phúc của tôi. Tại vì tôi có khả năng để làm chuyện khác và dùng cái khả năng đó để mà giữ tôi trong cái tâm hồn tôi lúc nào nó cũng tươi sáng trong các âm nhạc. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chúc cho nhạc sĩ sẽ còn sáng tác được nhiều bài hát hay hơn nữa để dành cho những khán giả hâm mộ, những người yêu mến giọng ca cũng như bài hát của nhạc sĩ bấy lâu nay. Những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn chắc hẳn sẽ còn song hành và làm sâu xuyến thêm triệu triệu con tim. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng ghé thăm nước Mỹ để thưởng thức ẩm thực Việt tại nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, trong những phóng sự gương mặt cộng đồng trước đây, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn nhiều gương mặt cá nhân điển hình trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới với những hành động và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trong số này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ không chỉ một mà nhiều gương mặt Việt kiều tại khu thương mại lớn nhất của người Việt ở San Jose, Hoa Kỳ. Từ cách xa quê hương nửa vòng trái đất, họ vẫn âm thầm gìn giữ những nét ẩm thực độc đáo của dân tộc Việt Nam. Grand Century là khu thương mại người Việt lớn nhất ở San Jose. Vào cuối tuần, người Việt tại đây thường tới lui để ăn uống, mua sắm. Đây là địa chỉ mà du khách có thể mua những món quà lưu niệm khi trở về Việt Nam và cũng là địa điểm lý tưởng cho du khách nào muốn tham quan cách sống, cách kinh doanh của người Việt. Ấn tượng nhất vẫn là phía cánh trái bên trong Grand Century là cả một hành lang đủ món ăn các miền của Việt Nam như phở, mì, bì cuốn, gỏi cuốn, bánh bèo, bột lọc, món Huế, mì Quảng. Những cô bán hàng khi nào cũng cười tươi và phục vụ khách hàng chu đáo. Gian hàng của mình là gian hàng bánh xèo Đinh Công Tráng, tên của Việt Nam. Thế gian hàng của mình bán rất là nhiều món. Có bánh xèo mặn cơm gà Hải Nam, rồi chả giò mặn canh bún miếng gà. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái món bánh xèo ở tiệm rất là ngon và được nhiều cái người Việt của mình, cộng đồng, những là người nước ngoài cũng vậy, họ cũng tới ủng hộ. Điều khiến bạn sẽ ngạc nhiên hơn cả khi đến với Grand Century đó là có rất nhiều những thức quà vặt đặc trưng của Việt Nam như ô mai, mứt, sấu dầm, cóc dầm. Eraser Delight chính là lãnh địa của những món quà vặt đó. Loan Ngô sinh sống ở Union City, là một lập trình viên tin học ở San Francisco. Cô đã kinh doanh cửa hàng tại Grand Century được 7 năm và có ý định tiếp tục sẽ mở rộng chuỗi cửa hàng tại nhiều địa điểm khác. Mỗi lần đến đây, những khách hàng Việt xa xứ đều được chiều lòng với các món đặc sản rất Việt Nam như khô bò, xoài ngâm giấm, quýt chua. Thậm chí có tới hơn 20 loại ô mai đủ mùi vị màu sắc khác nhau. Thực sự đồ Việt Nam ở đây đó thì mình có như là bánh đậu xanh, bánh bía, rồi có những loại cá đó, nó những loại cá khô đó, rồi ô mai, xí muội mình cũng có rất là nhiều. Khi người ta đến đây là người ta cũng ngạc nhiên là tại sao mà có nhiều như vậy. Mà thứ nhất nữa là mình làm chính mình làm những cái loại giống như hồi xưa mình ở Việt Nam mà mình làm vậy á. Thành người ta rất là thích, tại vì hồi xưa là thường thường muốn ăn thì phải Việt Nam gửi qua hay là có người về rồi phải đem qua. Nhưng mà thực sự ở đây bây giờ đó mình làm được thì nó giống như Việt Nam nhưng mà làm tại ở đây thì người ta lại thích hơn nữa. Người Việt có ở đâu, hàng Việt có ở đó. Dọc theo những chuyến hành trình khắp bốn phương, người Việt đã mang theo hành trang của mình những nét văn hóa Việt như vậy. Đến với Grand Century, những du khách nước ngoài có thể hiểu được những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam hay cách kinh doanh buôn bán của người Việt. Còn với những người Việt tác nghiệp nơi xa xứ như chúng tôi, đó là cảm giác vui mừng và ấm áp khi gặp lại những hình ảnh của quê hương. Vừa
Vừa qua, Hội sinh viên Việt tại Pháp đã tổ chức giải bóng đá Open Lyon lần thứ tư. Đây là giải bóng đá thường niên diễn ra tại các sân vận động thuộc khuôn viên Đại học La Đua, thành phố Villeurbanne. Sự tham gia của các sinh viên quốc tế sống và học tập trên nước Pháp khiến những trận đấu của giải đã diễn ra quyết liệt và sôi nổi. Những hình ảnh về giải đấu này sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Hồng Quyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.